Ngày 1 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Thế Văn, sinh năm 1983, nguyên Phó Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bắc Bình, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của đối tượng. Phùng Thế Văn là đối tượng có liên quan đến bị can Hoàng Thuận Thiên, sinh năm 1982, nguyên cán bộ địa chính xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình. Theo hồ sơ vụ việc, Hoàng Thuận Thiên là công chức địa chính Ủy ban Nhân dân xã Sông Lũy từ năm 2013 đến tháng 1 năm 2022. Bị can Thiên đã tự hợp thức hóa, cố ý không thực hiện đầy đủ các quy định trong việc lập thủ tục hành chính về quyền sử dụng đất, dẫn đến việc Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Bình cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất số 3839, tờ bản đồ số 10, thôn 1, xã Sông Lũy, bị chồng lấn lên diện tích đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 01, tờ bản đồ số 149, có địa chỉ tại thôn Suối Nhôm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, gây hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục. Bị can Phùng Thế Văn đã có hành vi cố ý giúp sức cho bị can Hoàng Thuận Thiên thực hiện hành vi phạm tội. Từ đó, Hoàng Thuận Thiên không kiểm tra xác minh thực địa, nguồn gốc đất, hiện trạng đất, tranh chấp đất, đối tượng được cấp đất, tham mưu không đúng đối với thẩm quyền ở cấp xã, theo quy định, dẫn đến xảy ra sự việc như trên. Ngày 1 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết, dự kiến mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Mai Xuân Thành, 27 tuổi, Dương Đại Trí, tức Trí Nhảm, và 92 đồng phạm về các tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng vào ngày 11 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9. Do vụ án có nhiều bị cáo và việc trích xuất đến tòa khó khăn nên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến. Các bị cáo tham gia phiên tòa tại trại tạm giam Chí Hòa T30. Theo cáo trạng, vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, Hồ Chí Linh, 30 tuổi, đứng xem một nhóm phụ nữ đánh nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh, nghi ngờ do nhóm của Thành thực hiện. Linh gọi một số người chuẩn bị hung khí để trả thù. Tối ngày 4 tháng 7, Linh cùng đồng bọn mang hung khí đến nhà Thành, chém Thành bị thương và đập phá đồ đạc. Xem lại camera, thấy Vương Tấn Phát có tham gia vào vụ đập phá cùng nhóm của Linh. Thành nhắn tin trong nhóm Long Gia trên Facebook, tập hợp đồng bọn tìm Phát trả thù nhưng không gặp. Biết tin, Phát điện thoại nhờ Trần Thanh Tuấn, tức Tuấn B, tìm người, chuẩn bị hung khí để đối phó. Tối ngày 5 tháng 6 năm 2020, Thành, Trí Nhảm và hơn 60 thanh niên mặc áo màu cam mang hung khí đến quán nhậu Ốc Hương ở phường An Lạc A tìm đối thủ gây náo loạn đường phố. Tại quán Ốc Hương, băng áo cam không thấy đối thủ mà thấy anh Lâm Thành Long đang ngồi trong quán lấy điện thoại ra nghe. Tưởng anh Long quay clip, Thành hô hào đàn em xông vào đập phá quán và đâm anh Long khiến anh bị thương tích 35%. Ngày 1 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bắt giam Nguyễn Thị Hậu, 40 tuổi, trú xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Nguyễn Thị Hậu đã đưa thông tin giả về việc có người bán đất và cam kết góp tiền mua đất chung bằng cách đặt cọc mua đất, nhưng không chuyển nhượng mà bán lại để thu lại gốc và lợi nhuận cao. Giới bất động sản gọi là lướt sóng. Chị Dê ở Quảng Ngãi đã tin tưởng tham gia. Một số lần đầu, chị này tham gia chuyển tiền mua và được Hậu trả tiền gốc và lợi nhuận. Thực tế, Hậu không dùng tiền của nạn nhân góp tham gia mua đất, mà dùng tiền huy động mua những lô đất sau để trả tiền gốc, lợi nhuận của lô đất trước. Phần còn lại, đối tượng chiếm đoạt. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2022, chị Dê đã góp tiền mua 42 lô đất ở các tỉnh Gia Lai, Bình Phước, Đắk Lắk, Quảng Ngãi. Qua đó, Hậu chiếm đoạt của nạn nhân trên 4,7 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 9, ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ghi nhận trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bến Lức, Long An. Từ sáng sớm, lượng phương tiện di chuyển về miền Tây khá đông, chủ yếu là xe máy chở theo nhiều đồ đạc. Đến trưa, có thời điểm xảy ra kẹt xe, tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng phân luồng nên không xảy ra ùn tắc cục bộ kéo dài. Trong sáng ngày 1 tháng 9, trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và Trung Lương Mỹ Thuận cũng xảy ra ùn ứ phương tiện trong giờ cao điểm từ 8 đến 9 giờ do lượng ô tô di chuyển về miền Tây rất đông.
ghi nhận tại các điểm nóng kẹt xe trong các đợt nghỉ lễ trước đây như quốc lộ 60 Tiền Giang, cầu Rạch Miễu, nối Tiền Giang và Bến Tre, trong ngày 1 tháng 9 không xảy ra kẹt xe. Ngày 1 tháng 9, nhiều phương tiện đổ về các tuyến đường quốc lộ qua tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 bị ùn ứ giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, đến xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, từ 9 giờ sáng, xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau cả chục km. Các phương tiện di chuyển rất chậm để qua được đoạn đường này. Nguyên nhân do người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đi du lịch ở Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang và một số tranh thủ về nhà nghỉ lễ, nên quốc lộ 1 đông đúc phương tiện giao thông hơn ngày thường. Trong khi đó, trên quốc lộ 51, đến hơn 12 giờ trưa, hàng ngàn xe ô tô vẫn nườm nượp đổ về thành phố Vũng Tàu. Riêng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn gần trạm dừng nghỉ, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, xảy ra sự cố một xe tải bị lật vào lề và lực lượng chức năng đã xử lý hiện trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong tháng 9 có thể xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, bao gồm cả cơn bão số 3 Sao La, và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Về nắng nóng, trong tháng 9 ở miền Trung, nắng nóng có xu hướng suy giảm so với tháng 8, ít gay gắt, không kéo dài. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào chiều tối. Trong thời kỳ này, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Chiều ngày 1 tháng 9, triều cường trên sông Hậu đột ngột dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Cần Thơ. Trong đó, nước từ hồ Sáng Thổi dâng cao và chảy xiết làm ngập nghiêm trọng tuyến đường Huỳnh Cương thuộc quận Ninh Kiều. Đến 17:30 phút ngày 1 tháng 9, triều cường vẫn tiếp tục lên. Theo các nhà khoa học, năm nay lũ về muộn, mực nước thấp so với cùng kỳ nhiều năm. Tuy nhiên, triều cường xuất hiện sớm có thể trong 1-2 tháng tới. Tình trạng ngập cục bộ do triều cường tại thành phố Cần Thơ sẽ gia tăng.